Ghi nhận trong những ngày đầu tăng giá, đông đảo người dân cho rằng việc tăng giá không quá chênh lệch, vẫn đảm bảo trong mức chi trả cho việc đi lại. Ông Lâm từ khi nghỉ hưu đã chọn xe buýt là phương tiện di chuyển hàng ngày. Mặc dù xe buýt hiện nay đã thêm hãng, thêm chuyến và chất lượng được cải thiện hơn, nhưng ông vẫn gặp phải không ít trải nghiệm không tốt với phương tiện giao thông công cộng này. Chú thấy đi thường xuyên là cái đoạn ở sân bay Nội Bài, các cái nhà chờ xe buýt không có, ô tô coi như cứ đỗ vào, coi như vừa ở dưới đường là kín hết. Trên này thì coi như đỗ sát vào đến cột, không có chỗ đứng. Xe thì coi như phanh cứ kêu coi như là trước mấy chục mét đã ầm ầm kẹt rồi. Và cái thứ hai là loa đài coi như là cứ nói thôi, nhưng mà rứt hết vào đầu, nó cứ dè cơ. Ví dụ như đến cái điểm này không có khách thì thế nó chỉ dừa già vào một cái xong là có thể đi được. Nếu có người bấm đèn thì xuống, thì mở cửa sau thôi. Cứ mở hai cửa, cửa trước cửa sau, thế là rất là... Chứ bảo nóng thì đi ngoài đường 5-60 độ mở hai cửa thế còn gì là điều hòa nữa. Ngồi trên xe cứ mướt mồ hôi. Song song với việc chấp nhận mức giá mới, không ít người dân cũng kỳ vọng vào những cải thiện đáng kể về chất lượng của các tuyến xe buýt. Như nhóm học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, đối tượng thường xuyên sử dụng xe buýt để đi học, đi làm. Họ mong muốn các tuyến xe buýt sẽ cải tiến, vệ sinh sạch sẽ, giảm thiểu tình trạng quá tải và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân. Em thấy là ở một số xe thì cái hệ thống điều hòa bị hỏng ý ạ, và vệ sinh thì khá là bẩn, nên là em hy vọng là cái chất lượng và cái dịch vụ này có thể cải thiện lên ạ. Vấn đề về vệ sinh ở trên xe buýt và thái độ phục vụ của nhân viên trên xe buýt nữa, tại vì nhiều nhân viên thì hơi cọc tính quá với cả học sinh ấy ạ. Thì em muốn cải thiện chất lượng dịch vụ thêm một xíu nữa ạ. Cái việc mà tuyên truyền, đào tạo, tổ chức các lớp tập huấn cho công nhân lái phụ xe nhằm nâng cao cái chất lượng phục vụ là cái công việc thường xuyên. Các phương tiện là thường xuyên là được bảo dưỡng và nâng cấp, thay thế những cái trang thiết bị cho nó mới và nó tốt hơn. Hiện nay thì sở cũng áp dụng là thử nghiệm bán vé điện tử trên máy bằng máy post trên các xe, thì hiện nay hoạt động trơn tru và tốt. Cái này là đấy, khi áp dụng công nghệ vào thì đương nhiên là nó sẽ tốt hơn. Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, hiện nay cùng với các kế hoạch nâng cao chất lượng dịch vụ, trong đó có việc hiện đại hóa toàn bộ xe buýt, các xe đang sử dụng bằng các xe sử dụng nhiên liệu sạch. Việc này cũng giúp tiến tới sau năm 2030, toàn bộ mạng lưới xe buýt Hà Nội sẽ sử dụng động cơ chạy nhiên liệu xanh, giảm phát thải ô nhiễm ra môi trường. Sắp tới là chúng tôi sẽ thực hiện lộ trình chuyển đổi cái xe diesel sang cái xe năng lượng điện, năng lượng xanh. Cũng có cái điều kiện để chúng tôi đổi mới đầu tư cái cơ sở hạ tầng xe buýt để cho phục vụ người dân đi lại một cách thuận tiện hơn. Và Ủy ban thành phố cũng chỉ đạo Sở Giao thông là khẩn trương trong giai đoạn tới sẽ triển khai cái thống vé điện tử liên thông đa phương thức cho vận tải khách công cộng của thành phố. Cái việc này cũng từ cái việc tăng giá vé thì cũng có cái nguồn thu của ngân sách để phục vụ cho cái việc là tăng cái chất lượng dịch vụ trong cái thời gian tới. Không thể phủ nhận lợi ích mà xe buýt mang lại. Tuy nhiên, ngoài cần nâng cao cơ sở vật chất, thì một số yếu tố vẫn còn kém hấp dẫn đối với hành khách, bởi hệ thống điểm dừng, nhà chờ khá bất cập khiến trải nghiệm đi lại của hành khách chưa thực sự thoải mái. Với một loại hình phương tiện công cộng chủ lực vẫn còn những phàn nàn về chất lượng dịch vụ hay tính an toàn khi tham gia giao thông, thì người dân hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một dịch vụ xe buýt chất lượng hơn, an toàn hơn, đặc biệt là khi giá vé đã tăng.